Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thân lời cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Máy bay không người lái Ukraine đánh chìm các tàu chiến Nga. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Ukraine drones sinking Russian warship. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Hai đã phá hủy một trong những tàu tuần tra của hạm đội H-2 của Nga bằng cách sử dụng thuyền không người lái tự chế với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ của con tàu. Theo các giới chức Ukraine, tàu chiến Sergei Koto của Nga đã bị 5 thuyền không người lái hàng hải Magura V-5 tấn công. Magura là tàu mặt nước không người lái, thường được gọi là USV và được cho là có giá khoảng 250.000 Mỹ Kim mỗi chiếc. Sergei Koto được cho là có chi phí xây dựng khoảng 65 triệu Mỹ Kim. Con số mới nhất của Ukraine về tổn thất của mặt cơ khoa trong hơn 2 năm chiến tranh đưa số tàu Nga bị phá hủy lên tới 26. Magura cũng được sử dụng trong một số cuộc tấn công thành công gần đây vào hải quân của Putin. Magura là từ viết tắt của Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, hay thiết bị robot không người lái bảo vệ tự động hàng hải. Tờ Kyiv Post gần đây đã lưu ý rằng Magura cũng là một nhân vật trong thần thoại Slav, con gái của thần sấm Perun. Magura là một tiên nữ trên mây được coi là xinh đẹp, có cánh và hiếu chiến. Đối với nhiều người, đó là hiện thân hoàn hảo của USV này, Kyiv Post viết. Tờ Kyiv Post cũng đăng một bức ảnh của Magura ban đầu được chia sẻ trên Telegram. Tờ báo Ukraine đã đăng hình ảnh này lên tài khoản X vào hôm thứ Ba. Trong một câu chuyện hôm thứ Hai, hãng tin AP cho biết Magura sẽ không hề lạc lõng trong một bộ phim James Bond. Nó cũng nêu chi tiết cụ thể về việc chế tạo máy bay này, cho biết một chiếc Magura dài 18 feet, nặng 2.200 pound và có tầm hoạt động lên tới 500 dặm với thời lượng pin 60 giờ. AP viết, nó cũng truyền video trực tiếp tới các nhà khai thác. Quân đội Ukraine cho biết tàu mặt nước không người lái này có khả năng thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm giám sát, trinh sát, tuần tra, tìm kiếm cứu nạn, chống mìn và bảo vệ hàng hải. Nó cũng được sử dụng cho các nhiệm vụ chiến đấu. Magura được cho là đã được đưa vào sử dụng chiến đấu vào khoảng năm 2023 và một trong những nhiệm vụ nổi bật đầu tiên sử dụng thuyền không người lái trên biển diễn ra vào tháng 11. Khi Magura phá hủy một tàu đổ bộ lớp Sena và một tàu đổ bộ lớp Akula neo đậu tại một căn cứ của Nga ở phía tây Crimea. Nhiều tháng sau, giám đốc tình báo Ukraine Kirilo Budano đã ghi nhận một số thuyền không người lái Magura đã tiêu diệt tàu hộ tống hỏa tiễn lớp Tarantu 3 Ivanovets của Nga trong cuộc tấn công ngày 1 tháng 2 ở Crimea. Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính chi phí của Ivanovets vào khoảng 60 triệu đến 70 triệu Mỹ Kim. Vài tuần sau, thuyền không người lái Magura V-5 được cho là đã sử dụng trong cuộc tấn công ngày 14 tháng 2 nhằm đánh chìm tàu đổ bộ lớn Cesar Kuniko gần thành phố Aluka của Crimea. Sau vụ tàu chìm Cesar Kuniko, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố rằng việc mất tàu Nga khiến hạm đội Hắc Hải dễ bị tấn công thêm. Cục tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh viết, sự khéo léo của Ukraine rất có thể đã ngăn cản Nga hoạt động tự do ở phía tây Hắc Hải và giúp Ukraine giành được động lực hàng hải từ Nga. Phát biểu với hãng tin Ukrainska Pravda gần đây về thuyền không người lái Magura, Budano cho biết loại vũ khí này chỉ là một phần của câu đố về mục tiêu của Ukraine trong việc giành lại Crimea, vùng đất đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Ông nói, đây chỉ là một cách để đẩy nhanh việc rút hạm đội Hắc Hải của Liên bang Nga khỏi Cộng hòa tự trị Crimea đang bị tạm chiếm tạm thời. Đại sứ Đức tại Anh nhận xét rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã rơi vào bẫy của Nga. Miguel Berger, đại sứ Đức tại Anh nhận xét rằng khi chỉ trích sự rò rỉ các cuộc thảo luận quân sự rất nhạy cảm của Đức về việc chuyển hỏa tiễn Taurus của Đức sang Ukraine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã rơi vào bẫy của Nga.
Một đoạn ghi âm dài 38 phút trong đó các sĩ quan quân đội Đức thảo luận về việc gửi hỏa tiễn Taurus tới Ukraine đã bị rò rỉ trên đài truyền hình nhà nước Nga RT hôm thứ Sáu và tính xác thực của đoạn băng đã được chính phủ Đức xác nhận. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết hôm thứ Ba rằng vụ vi phạm xảy ra sau khi một quan chức cao cấp của lực lượng không quân Đức quay số vào cuộc gọi WebEx từ một khách sạn ở Singapore. Wallace vào cuối tuần cho biết vụ rò rỉ xác nhận rằng Đức đã bị tình báo Nga xâm nhập khá sâu. Ông nói, điều đó chỉ chứng tỏ rằng họ không an toàn cũng như không đáng tin cậy. Berger cho biết, những gì Wallace đã nói bây giờ là vô cùng vô ích. Đây là điều Nga mong muốn khi công bố cuộc trò chuyện qua điện thoại này. Ông nói thêm, chúng ta cần phải cẩn thận để không rơi vào bẫy của Nga trong việc tạo ra sự chia rẽ. Đáng tiếc là một số người và một số phương tiện truyền thông đã rơi vào cái bẫy này. Ông nói về vụ rò rỉ. Đây là một cuộc tấn công lai của Nga, rõ ràng mục đích là nhằm gây bất ổn cho phương Tây. Berger cho rằng vụ rò rỉ trùng hợp với thời điểm hàng ngàn người Nga xuống đường để đánh dấu vụ sát hại nhà bất đồng chính kiến người Nga Alexei Navalny. Berger nói với chương trình BBC Today rằng một cuộc điều tra nội bộ cho thấy đó là một sai sót cá nhân của một sĩ quan trong một cuộc gọi qua hệ thống an toàn. Anh ta nói, đó là một bài học tốt cho mọi người, không nên sử dụng Internet của khách sạn nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi an toàn. Nhưng ông khẳng định cuộc trò chuyện là một cuộc thảo luận chuyên nghiệp về việc sử dụng hỏa tiễn tầm xa và làm thế nào để thực hiện bất kỳ quyết định tích cực nào khi Đức quyết định cung cấp cho Ukraine hỏa tiễn Taurus. Ông bảo vệ quyết định của Thủ tướng Olaf Scholz không cung cấp hỏa tiễn Taurus cho Ukraine với lý do Ukraine thực sự cần thêm đạn dược và hệ thống phòng không. Ông nói, Thủ tướng muốn bảo đảm rằng bất cứ điều gì chúng tôi làm đều không có sự leo thang dẫn đến những hậu quả mà chúng tôi không muốn thấy. Ông mô tả hỏa tiễn Taurus giống như chiếc Mercedes-Benz của hỏa tiễn tầm xa và bắn từ Ukraine có thể vươn tới mặt tư khoa, một trong những lý do khiến Thủ tướng phản đối việc bàn giao vũ khí. Pistorius đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps về cuộc điều tra nội bộ của Đức về vụ rò rỉ, nhưng Vương quốc Anh không hài lòng với việc các sĩ quan quốc phòng Đức cẩu thả cuối cùng đã tiết lộ các sĩ quan Anh đang hoạt động ở Ukraine và có khả năng giúp người Ukraine bắn hỏa tiễn Storm Shadow. Pistorius cho biết, ông không muốn hy sinh một trong những sĩ quan giỏi nhất của mình cho trò chơi của Putin, nhưng thừa nhận ông rất khó chịu nếu có hành vi không tuân thủ luật lệ. Đức cảm thấy nước này không nhận được tín nhiệm xứng đáng khi tăng cường viện trợ cho Ukraine. Nước này đang tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cung cấp viện trợ quân sự trị giá 7,5 tỷ euro vào năm 2024, trở thành nước đóng góp lớn nhất ở châu Âu. Vụ rò rỉ xảy ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục cuộc tấn công gián tiếp vào Đức vì đã không làm nhiều hơn để giúp đỡ Ukraine. Một cuộc tấn công đang cho phép Pháp xây dựng lại liên minh với các quốc gia vùng Baltic và tiền tuyến ở Đông Âu. Moldova bác bỏ ý kiến Putin có thể ra lệnh cho quân Nga mở cuộc xâm lược. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Moldova dismisses idea that Putin could order Russian invasion. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ của phần trình bày của Thảo Ly. Ngoại trưởng Mikhail Popsoy cho biết trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Politico rằng các lựa chọn quân sự của mặt tư khoa đã sụp đổ. Moldova đang cảm nhận được sức nóng từ Nga, nhưng nước này gửi một thông điệp tới mặt tư khoa. Hãy biết những giới hạn của mình. Nhà ngoại giao hàng đầu của Chisinau nói với Politico rằng các mối đe dọa an ninh ngày càng hiếu chiến từ mặt tư khoa và những gợi ý rằng nước này có thể sáp nhập khu vực ly khai Transnistria được Điền Cẩm Linh hậu thuẫn đang khiến họ ớn lạnh, nhưng chúng không phản ánh thực tế về khả năng quân sự hiện tại của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông quốc tế kể từ khi nhậm chức một tháng trước, Ngoại trưởng Mikhail Popsoy nói rằng sức mạnh quân sự của Nga đã suy yếu,
nhờ sự hy sinh của những người Ukraine dũng cảm và quân đội Ukraine anh hùng. Ông nói, chúng tôi an toàn, mặc dù an toàn có thể là một từ táo bạo vì tiền tuyến chỉ cách đó 200 km. Người dân Moldova, phương Tây và các nhà phân tích lo ngại rằng Điền Cẩm Linh đang tăng cường nỗ lực gây bất ổn cho Moldova sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuần trước cáo buộc chính phủ Chisinau theo chân chế độ Kyiv bằng cách hủy bỏ mọi thứ của Nga và phân biệt đối xử với tiếng Nga. Một tỷ lệ đáng kể, người Moldova nói tiếng Nga như ngôn ngữ mẹ đẻ và nó được sử dụng rộng rãi trong xã hội mà không bị hạn chế. Một tình huống mà Popsoy nhắc lại rằng chính phủ không có ý định thay đổi. Nhận thức của Lavrov không đại diện cho Slivyki. Ông nói, đề cập đến giới tinh hoa quân sự và an ninh hiếu chiến của Nga, những người ra lệnh khi tiến hành các hành động khiêu khích. Chúng tôi biết tình hình thực tế và rất có thể anh ta biết tình hình thực tế. Chỉ là anh ta phải thể hiện vai trò của mình. Ngoại trưởng kỳ cựu của Nga cũng tìm cách gây căng thẳng ở Transnistria, một khu vực ly khai bên trong biên giới Moldova, dọc biên giới với Ukraine, nơi Nga đóng quân và kiểm soát chính quyền ly khai. Tuần trước, trong khi không đề nghị Putin sáp nhập, các nhà lãnh đạo Transnistria đã kêu gọi Mạc Tư Khoa bảo vệ nước này trước áp lực của Moldova. Popsoy nói, các cơ quan tình báo của chúng tôi, các cơ quan tình báo của Ukraine rõ ràng rằng không có cảnh báo nào cho điều đó. Họ đang cho chúng tôi thấy bằng chứng rằng tình hình ở tiền tuyến do Ukraine rất quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của mình khiến điều đó khó xảy ra, mặc dù không phải là không thể. Khả năng người Nga có thể tiếp quân và tiếp cận lãnh thổ của chúng tôi hiện nay thấp hơn nhiều so với 2 năm trước. Thay vào đó, Popsoy tiếp tục, các mối đe dọa nhiều khả năng là một phần của hoạt động tâm lý được thiết kế nhằm chia rẽ người dân Moldova và phá hoại các cuộc đàm phán của nước này để trở thành một phần của Liên hiệp Âu Châu. Chisinau cho biết họ có kế hoạch dài hạn nhằm tái hội nhập một cách hòa bình Transnistria, quốc gia phụ thuộc về kinh tế vào Moldova và không xem xét giải pháp quân sự, mặc dù có suy đoán rằng quân Ukraine có thể dễ dàng giúp quân Moldova đánh đuổi quân đội Nga được trang bị kém. Theo Ivana Stratner, một nhà nghiên cứu tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ của Washington, đây không phải là lần đầu tiên người Nga sử dụng các công cụ chiến tranh hỗn hợp để gây bất ổn cho Moldova và gieo rắc bất hòa. Bà nói, Nga không có vũ khí dự phòng để gửi đến các nước như Moldova và họ không thể tiếp cận Transnistria bằng đường hàng không hoặc đường bộ. Nhưng Vladimir Putin không cường gửi xe tăng và máy bay phản lực tới đất nước để tạo ra sự hỗn loạn. Những người được ủy quyền nội bộ có thể hoạt động thay mặt ông ấy. Và bằng cách đó, ông ấy sẽ đẩy Âu Châu vào tình thế khó khăn. Nhà máy lọc quặng sắt Mykhailovsky TOK ở vùng Kursk của Nga. Thống đốc khu vực Roman Starovoy cho biết trên Telegram rằng một máy bay không người lái thứ hai của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc quặng sắt Mykhailovsky TOK ở vùng Kursk của Nga ngay sau cuộc tấn công trước đó vào nhà máy này. Ông cho biết không có thương vong trong cả hai cuộc tấn công, theo Reuters. Các quan chức Nga và chủ sở hữu nhà máy cho biết điều này xảy ra khi một máy bay không người lái của Ukraine đâm vào thùng nhiên liệu tại một trong những nhà máy quặng sắt lớn nhất của Nga, mặc dù không có ai bị thương và nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đoạn video chưa được xác minh trên các kênh Telegram của Nga cho thấy những đám khói đen bốc lên bầu trời ở vùng Kursk và có vẻ gây thiệt hại lớn tại nhà máy quặng sắt Mykhailovsky TOK thuộc sở hữu của Metaloinvest, nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất của Nga. Video cho thấy đoàn xe Nga bị phá hủy trong cuộc tấn công trên không. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Video shows columns of Russian vehicles destroyed in aerial attack. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ.
qua phần trình bày của Kim Thúy. Đoạn phim mới xuất hiện cho thấy lực lượng Ukraine phá hủy một số xe thiết giáp của Nga ở phía đông đất nước bị chiến tranh tàn phá này, khi Mạc Tư Khoa tấn công các vị trí của Ukraine trên chiến tuyến. Đoạn clip được Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ hôm thứ Tư dường như cho thấy một máy bay không người lái đang quay phim một đoàn xe thiết giáp của Nga di chuyển qua vùng nông thôn Ukraine. Đoạn video cho thấy các phương tiện đang cố gắng chuyển hướng và các binh sĩ đang di tản khỏi đoàn xe. Khói có thể nhìn thấy từ một số phương tiện, với bức ảnh cuối cùng cho thấy một phương tiện đang bốc cháy. Kyiv cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng những chiếc xe này đã trở thành kim loại phế liệu. Đoạn video được cho là của đơn vị Shadow của Ukraine, chuyên sử dụng máy bay không người lái và pháo binh. Hôm thứ Tư, đơn vị này viết, một cuộc tấn công thành công khác của Nga vào Novomykhailivka, thị trấn Novomykhailivka nằm trên tiền tuyến hiện tại ở miền đông Ukraine, phía tây nam thủ phủ khu vực do Nga kiểm soát, thành phố Donetsk và phía đông bắc thị trấn Vuhledar, đổ nát. Vuhledar là nơi giao tranh gay gắt vào năm 2023 và tình báo phương Tây cho rằng Nga đã mất hàng loạt xe thiết giáp quanh làng vào đầu năm 2023. Theo một cơ quan cố vấn của Mỹ, Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW, đoạn phim được định vị địa lý từ hôm thứ Tư cho thấy Nga đã tiến về phía nam Novomykhailivka. Quân đội Ukraine hôm thứ Tư cho biết Nga đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Kyiv xung quanh Novomykhailivka 39 lần trong 24 giờ trước đó. Mạc Tư Khoa đã tấn công xung quanh Novomykhailivka và các làng lân cận Hyerorika và Krasnohorivka. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư cho biết họ đã bắn vào các vị trí của Ukraine xung quanh Vuhledar, hạ gục hai xe tăng Ukraine trong khu vực. Các cuộc tấn công ở khu vực phía nam, khu vực Donetsk phía đông Ukraine này xảy ra khi Nga tăng cường áp lực lên lực lượng phòng thủ của Ukraine ở phía tây thành phố chiến lược Avdiivka đã chiếm được. Ukraine đã rút khỏi thành trì cũ vào giữa tháng 2. Trong những tuần kể từ khi lực lượng Ukraine rút khỏi Avdiivka, quân đội Ukraine cho biết họ đã rút lui khỏi một số thị trấn phía tây thành phố, bao gồm Stepove, Lastochkine và Severne. Việc chiếm giữ các khu định cư này giúp củng cố vị trí của Nga xung quanh Avdiivka, chính phủ Anh đánh giá vào tuần trước. Nga đã đồng thời phát động cái mà ISW gọi là chiến dịch tấn công đa trục gắn kết ở phía đông bắc Ukraine, gần các thành phố Svatove và Krimina do Nga kiểm soát, cũng như trung tâm hỏa xa Kubenska do Ukraine nắm giữ. Nga đang có một số thành công trong lĩnh vực tiền tuyến này. Chỉ huy lữ đoàn 13 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine nói với Newsweek vào tuần trước. Điền Cẩm Linh cho rằng phương Tây đang đùa với lửa khi thảo luận về ý tưởng đưa quân tới Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước cho biết ông không thể loại trừ khả năng đưa quân vào Ukraine, mặc dù các thành viên NATO ở Âu Châu khác và Mỹ cho biết không có kế hoạch nào như vậy. Putin tuần trước cho biết phương Tây nên hiểu rằng họ có nguy cơ kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu gửi quân tới Ukraine. Trong một diễn biến có liên quan, Điện Cẩm Linh cho biết Nga sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dù Mỹ đang chống lại Nga ở Ukraine. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cũng nói rằng Nga không muốn chiến đấu chống lại Đức. Nga thường đưa ra các thông tin trái chiều, trong khi các tuyên truyền viên trên TV, kể cả cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện nay là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, tung ra những phát biểu điên cuồng, đặc biệt là luận điệu thường xuyên đe dọa thế giới bằng vũ khí hạt nhân, hô hào tấn công Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Các quan chức chính thức khác lại nói ngược lại. Nhà vô địch cờ vua Garry Kasparov gọi việc bị đưa vào danh sách khủng bố của Mạc Tư Khoa là một vinh dự. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Chess Champ Garry Kasparov calls inclusion on Moscow terrorist list an honor. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ của phần trình bày của Thảo Ly.
Cơ quan giám sát tài chính của Nga đã bổ sung cựu vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov vào danh sách những kẻ khủng bố và cực đoan. Danh sách của Rosfin Monitoring hạn chế các giao dịch ngân hàng của khách hàng, yêu cầu người dùng phải nhận được sự chấp thuận mỗi khi họ truy cập vào tài khoản của mình. Kasparov bày tỏ sự thích thú, gọi diễn biến này là một vinh dự, nói nhiều về chế độ phát xít của Putin hơn là về tôi. Hôm nay sẽ là một ngày tốt để bổ sung Nga, Putin và tất cả những người thân cận của ông ta vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố. Ông nói thêm, đề cập đến danh sách các quốc gia bị Mỹ phát hiện liên tục hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế. Sau khi kết thúc sự nghiệp cờ vua vào năm 2005, Kasparov bắt đầu hoạt động tích cực trong phe đối lập Nga, nhưng rời đất nước vào năm 2013 để tránh bị đàn áp. Ông hiện là một trong những người lưu vong phản đối thẳng thắn nhất chế độ của Putin. Vào năm 2015, Kasparov đã xuất bản một cuốn sách có tựa đề mang tính tiên tri Mùa đông đang đến, lập luận rằng Putin và những đối phương của thế giới tự do khác phải bị ngăn chặn. Sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022, kỳ thủ và các nhân vật của công chúng khác đã thành lập Ủy ban Phản chiến, kêu gọi cộng đồng quốc tế tuyên bố các nhà lãnh đạo Nga là những tên tội phạm chiến tranh. Vào tháng 5 năm đó, Bộ Tư pháp Nga đã đưa Kasparov vào danh sách đặc vụ nước ngoài, phần lớn là những người chỉ trích Điền Cẩm Linh và bị chính quyền Nga giám sát chặt chẽ. Nga không công nhận lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, ban hành đối với hai chỉ huy Nga, Điện Cẩm Linh cho biết hôm thứ Tư. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với hai chỉ huy của nước này ở Ukraine không có ý nghĩa gì đối với Nga và là một sự khiêu khích. Trong một tin tức riêng biệt, bà nói rằng Mạc Tư Khoa chưa bao giờ muốn xung đột với NATO, Mỹ hoặc Ukraine, nhưng những lời đe dọa chống lại Mạc Tư Khoa sẽ phải bị đáp trả, Reuters đưa tin. ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Sergei Kobylas và Viktor Sokolov vì nghi ngờ tội ác chiến tranh ở Ukraine, nói rằng có cơ sở hợp lý để tin rằng hai người này phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công hỏa tiễn do lực lượng dưới sự chỉ huy của họ thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine từ ít nhất ngày 10 tháng 10 năm 2022 cho đến ít nhất là ngày 9 tháng 3 năm 2023. Các đồng minh phương Tây chia rẽ về cách buộc Putin phải trả giá. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Western Allies Split Over How to Make Putin Pay. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh. Mỹ và Âu Châu không thể đồng ý về việc họ nên ép Nga phải trả tiền để tái thiết Ukraine đến mức nào. Một đề xuất cách đây không lâu đã bị cả hai bờ Đại Tây Dương bác bỏ như một chiếc bánh trên trời, hiện đang có động lực nghiêm trọng và cũng gây ra căng thẳng nghiêm trọng giữa các đồng minh. Ý tưởng này là tịch thu tài sản thuộc về nhà nước Nga đã bị phong tỏa khi Điện Cẩm Linh tiến hành cuộc xâm lược Ukraine 2 năm trước. Một cuộc đột kích như vậy có khả năng giải phóng hơn 250 tỷ euro. Đó là kế hoạch được chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng cho đến nay, các chính phủ quyền lực nhất Âu Châu tại Paris, Berlin và Roma đều không bị thuyết phục. Các nhà hoạch định chính sách của Washington đang gây áp lực lên các đồng minh của họ để từ bỏ mối lo ngại về một bước đi chưa từng có với nhiều khó khăn về pháp lý, đạo đức và chính trị. Charles Litchfield, nhà phân tích của Hội đồng Đại Tây Dương và là chuyên gia hàng đầu về tài sản bị phong tỏa của Nga cho biết, việc chiếm đoạt dự trữ của một quốc gia chưa bao giờ được thực hiện trước đây. Nhưng việc vượt qua ngưỡng, một ngưỡng không thể đảo ngược, nơi bạn mang chúng đi và trao chúng cho Ukraine, trong khi về mặt đạo đức thì điều đó có vẻ đúng.
người Âu Châu vẫn chưa thoải mái khi làm điều đó nếu không có cơ sở pháp lý vững chắc hơn. Điều này vẫn chưa được tìm thấy. Quyết tâm của Washington đã khiến các chính phủ Âu Châu lo ngại rằng động thái như vậy sẽ khiến các nhà đầu tư vào đồng euro hoảng sợ. Những người khác lo ngại Mạc Tư Khoa có thể trả đũa bằng cách tấn công vào các tài sản Âu Châu ở Nga và tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các nước phương Tây. Một số người cho rằng dù hành vi của Mạc Tư Khoa có tàn ác đến đâu, một quốc gia cũng không nên bị buộc phải bồi thường khi chiến tranh vẫn còn hoành hành. Vấn đề đối với Mỹ là phần lớn tài sản được giữ ở Mỹ, trong kho lưu ký an ninh Euroclear, Mỹ chỉ nắm giữ số lượng không đáng kể. Vì vậy, bất kỳ động thái tịch thu nào cũng cần có sự chấp thuận của Âu Châu. Hy vọng nhóm G7 gồm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu sẽ có được lập trường chung vào cuối năm nay. Liên hiệp Âu Châu không có kế hoạch tịch thu toàn diện. Một quan chức cao cấp của chính quyền Tổng thống Biden được giấu tên để thảo luận về vấn đề nhạy cảm, xác nhận với Politico rằng có những căng thẳng giữa Mỹ và một số đồng minh Âu Châu về vấn đề này. Ủy ban Âu Châu, cơ quan điều hành của Liên hiệp Âu Châu chưa sẵn sàng vượt xa kế hoạch hiện tại, vốn chỉ nhắm tới doanh thu do các quỹ bị đóng băng tạo ra, thay vì tịch thu toàn bộ tài sản. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết, chúng tôi được khuyến khích bởi bất kỳ hành động nào mà Liên hiệp Âu Châu có thể thực hiện để sử dụng tài sản cố định có chủ quyền của Nga vì lợi ích của người Ukraine. Chúng tôi tiếp tục tích cực đối thoại với các đồng minh và đối tác của mình, bao gồm cả G7, về những bước bổ sung có thể thực hiện được trong các hệ thống pháp lý tương ứng và theo luật pháp quốc tế. Khi cuộc xâm lược của Nga bước sang năm thứ ba và quân đội Ukraine thiếu đạn pháo, những bất đồng của phương Tây về viện trợ tài chính đã đến vào thời điểm khó khăn đối với Kyiv. Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tiền mặt để gửi đến Ukraine, với nỗ lực của Tổng thống Biden nhằm thúc đẩy gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim cho Kyiv thông qua Quốc hội đã bị các nhà lập pháp cản trở. Quan chức cao cấp của chính quyền Hoa Kỳ bác bỏ ý kiến được đưa ra bởi một số nhà quan sát, bao gồm cả Litchfield của Hội đồng Đại Tây Dương, rằng cuộc đấu tranh tại Quốc hội đã góp phần khiến Washington háo hức tịch thu toàn bộ tài sản bị phong tỏa, nhấn mạnh rằng điều này đã được thực hiện trước khi xảy ra tình trạng bế tắc trên đồi Capitol. Quan chức chính quyền Tổng thống Biden cho biết, chúng tôi luôn hình dung điều này cho công cuộc tái thiết Ukraine, bởi vì đó là cách duy nhất, một cách thực tế để đáp ứng nhu cầu tái thiết của Ukraine. Đức, Pháp và Ý lo lắng. Các thủ đô Âu Châu phần lớn đều né tránh cuộc tranh luận. Đối với họ, điều đó quá mạo hiểm. Ủy ban Âu Châu sẽ đưa ra kế hoạch hạn chế hơn nhiều để chỉ sử dụng lợi nhuận do tài sản tạo ra, trị giá khoảng 3 tỷ euro mỗi năm. Một quan chức từ một quốc gia G7 nói với Politico rằng sử dụng nguồn thu là ý tưởng duy nhất được đưa ra bàn thảo vì nó được coi là một lựa chọn an toàn hơn về mặt pháp lý. Họ nói thêm rằng Brussels không có hứng thú nói về việc tịch thu. Nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu Joseph Borrell nói với các phóng viên hôm thứ Ba, chúng tôi không nói về việc tịch thu các tài sản bị phong tỏa. Cuộc thảo luận là về doanh thu được tạo ra bởi những tài sản này. Ba quốc gia Liên hiệp Âu Châu có ghế quanh bàn G7, Đức, Pháp và Ý lo ngại rằng việc tịch thu tài sản sẽ làm hoen ố danh tiếng của khu vực đồng euro và có khả năng ngăn cản đầu tư quốc tế. Họ đã tìm được đồng minh là Ngân hàng Trung ương Âu Châu, nơi đã nhiều lần cảnh báo về sự bất ổn của đồng euro nếu nước ngoài sợ hãi và chuyển tài sản của họ ra ngoài khối. Sự phản kháng đã khiến Ủy ban Âu Châu, cơ quan điều hành của Liên hiệp Âu Châu, đẩy lùi việc trình bày ngay cả kế hoạch hạn chế hơn của mình. Ban đầu, Ủy ban báo hiệu rằng thời điểm đưa ra đề xuất này sẽ trùng với dịp kỷ niệm 2 năm ngày Nga xâm lược chiếm Ukraine vào ngày 24 tháng 2, nhưng nó đã quá thời hạn không chính thức khi các thủ đô của các quốc gia muốn có thêm thời gian để đánh giá các hậu quả pháp lý và tài chính. Văn bản đề xuất sử dụng nguồn thu đã sẵn sàng, một quan chức Liên hiệp Âu Châu nói với Politico với điều kiện giấu tên. Chúng tôi chỉ chờ tín hiệu chính trị từ các quốc gia thành viên. Nhưng trong một dấu hiệu cho thấy kế hoạch có thể tiến triển dần dần, ủy ban đã đưa ra một đề xuất thậm chí còn ít quan trọng hơn,
buộc doanh thu của tài sản đầu tư phải được gửi vào một tài khoản riêng của các cơ quan thanh toán bù trừ, tức là các tổ chức tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, nơi họ bị giam giữ. Hai quan chức ủy ban cho biết, Ban điều hành Liên hiệp Âu Châu đã thực hiện đường lối dần dần này để đánh giá phản ứng của thị trường tài chính và xoa dịu nỗi lo ngại về vốn quốc gia. Trong khi Hoa Kỳ hoan nghênh tiến bộ này, họ kêu gọi các đồng minh Âu Châu hành động nhanh hơn và tìm cách nhắm vào tài sản, chứ không chỉ tiền thu được. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết, các đồng nghiệp Âu Châu của tôi hiện đã thực hiện bước quan trọng đầu tiên để khai thác số tiền thu được từ tài sản có chủ quyền của Nga, một hành động mà tôi hoàn toàn tán thành. Lợi nhuận có thể được sử dụng để mua thiết bị quân sự. Tiến trình băng hà đang tạo ra một số bối rối cho Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen, người đã tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Joe Biden về chính sách đối ngoại. Bà đang đặt cược vào các thành tích ủng hộ Ukraine của mình để giành được nhiệm kỳ thứ hai vào cuối năm nay. Các quan chức cho biết, đề xuất dường như ngẫu hứng của bà về việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản để mua vũ khí cho Kyiv vào tuần trước đã khiến các chính phủ Âu Châu và ngay cả các ủy viên của bà cũng hoang mang. Đã đến lúc bắt đầu thảo luận về việc sử dụng lợi nhuận bất ngờ từ tài sản bị phong tỏa của Nga để cùng nhau mua thiết bị quân sự cho Ukraine, von der Leyen nói với các nhà lập pháp Liên hiệp Âu Châu hôm thứ Tư tuần trước. Trước đây, Ủy ban đã báo hiệu rằng doanh thu sẽ được bổ sung vào một quỹ dành riêng cho Ukraine, vốn không thể được sử dụng để mua vũ khí. Các nhà ngoại giao Âu Châu lo ngại các chính phủ vốn đã miễn cưỡng hỗ trợ Ukraine sẽ phản đối việc chuyển số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa cho mục đích quân sự. Ukraine muốn đột phá tại hội nghị thượng đỉnh G7. Bối cảnh sẽ diễn ra các cuộc thảo luận sôi nổi giữa Âu Châu và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 ở vùng Puglia phía nam nước Ý vào tháng 6. Mỹ sẽ gây áp lực lên các đồng minh Âu Châu để tiến gần hơn đến lập trường của mình trước cuộc họp, trong khi Ukraine đang hy vọng hội nghị thượng đỉnh có thể mang lại bước đột phá. Có thể có một con đường trung gian tiến xa hơn kế hoạch hiện tại của Liên hiệp Âu Châu, nhưng không đến mức tịch thu toàn bộ. Điều này sẽ bao gồm việc sử dụng những tài sản này làm tài sản thế chấp cho một khoản vay ngân hàng để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine, theo một đề xuất do chính phủ Bỉ đưa ra đang được thảo luận ở cấp G7. Các nước phương Tây sẽ chỉ giao tài sản bị đóng băng của Nga cho Kyiv nếu Điện Cẩm Linh từ chối hoàn trả các khoản vay dưới dạng bồi thường chiến tranh sau khi xung đột kết thúc. Pierre Klein, chuyên gia luật quốc tế tại Đại học Tự do Brussels cho biết, ý tưởng này sẽ an toàn hơn về mặt pháp lý trong thời gian ngắn vì nó khiến tài sản rơi vào tình trạng lấp lửng, nhưng sẽ không ngăn chặn việc tịch thu thêm về sau. Klein nói, tôi không cảm thấy rằng sẽ có vấn đề pháp lý lớn trong việc tịch thu tài sản. Vấn đề pháp lý là lời biện minh hoặc lời bào chữa. Đó chủ yếu là một quyết định chính trị. Một phóng viên của hãng tin độc lập của Nga đã bị kết án 7 năm tù hôm thứ Tư vì những bài báo ông viết về cáo buộc tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine, cơ quan truyền thông của ông cho biết. Roman Ivanov, người làm việc cho tờ Rasnews trực tuyến, đã bị kết tội đăng tin giả về quân đội Nga theo luật kiểm duyệt thời chiến được thông qua ngay sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine 2 năm trước, Reuters đưa tin. Nga đã sử dụng những luật đó để trấn áp các nhà báo và nhà hoạt động đưa tin thông tin trái ngược với những lời tường thuật của Điện Cẩm Linh về cái mà Mạc Tư Khoa gọi là hoạt động quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine. Các cáo buộc chống lại Ivanov xuất phát từ những bài báo ông viết về vụ thảm sát ở Bucha, Ukraine, như một báo cáo về tội ác chiến tranh và các cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Các bài báo được đăng trên các tài khoản mạng xã hội của Chesnoy Korolyovskoy, một kênh tin tức do Ivanov điều hành, nơi ông viết blog về các vấn đề địa phương ở Korolyov, thành phố nhỏ ngoại ô Mạc Tư Khoa nơi ông sống. Rasnews cho biết, một công tố viên tại tòa án thành phố Korolyov đã yêu cầu mức án 8 năm tù. Một nhóm nhân quyền cho biết Ivanov đã sử dụng bài phát biểu bế mạc trước tòa hôm thứ Ba để lên tiếng một cách mạnh mẽ một lần nữa về điều mà ông gọi là tội ác.
trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ivanov được dẫn lời nói, đất nước của chúng ta đơn giản đã biến thành một trận tuyết lở đau buồn và bất hạnh, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã quyết định đăng bài về các sự kiện ở Bucha để người Nga có thể thấy rằng chiến tranh chẳng mang lại điều gì ngoài sự sợ hãi, đau đớn, đau buồn, sự phá hủy, mất mát. Ivanov nói, chúng ta phải hiểu rằng mọi chuyện xảy ra ở Ukraine là lỗi của chúng ta. Nội dung bài phát biểu của ông được đăng trên trang web của Memorial, một trong những tổ chức nhân quyền nổi tiếng nhất của Nga, mà giám đốc của tổ chức này, Oleg Orlov, đã bị kết án vào tháng trước 2,5 năm tù giam vì làm mất uy tín của lực lượng vũ trang Nga. Ivanov là nhà báo Rasnews thứ hai bị bỏ tù vì điều mà Putin gọi là tin giả, sau khi đồng nghiệp Maria Ponomarenko bị kết án 6 năm vào tháng trước vì cáo buộc mặt tư khoa đánh bom một nhà hát ở Mariupol, Ukraine, trong những tháng đầu tiên của cuộc xâm lược. Một nhà báo khác của Rasnews đang bị xét xử với cáo buộc công khai kêu gọi chủ nghĩa cực đoan trong việc khuyến khích các cuộc biểu tình trên đường phố trên Telegram hơn 3 năm trước, hãng tin này cho biết. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.